ngay trong đêm 9 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã có công điện số 13 hỏa tốc chỉ đạo các đơn vị tập trung ứng phó lũ lớn trên các tuyến sông. Theo đó, Hà Nội cấm các xe ô tô hợp đồng, xe khách, xe du lịch trên 9 chỗ ngồi và xe có tải trọng trên 0,5 tấn di chuyển qua cầu Trương Dương. Các xe này chỉ có thể đi qua các cầu Thanh Trì, Nhật Tân, Vĩnh Tuy và Thăng Long. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, siêu bão Gia Di, các nhà máy thủy điện đang xả lũ dẫn đến mực nước sông Hồng dâng cao, dòng chảy xiết. Tại cầu Long Biên, nước cũng đã dâng cao, chỉ cách điểm nối giữa trụ cầu và mặt cầu khoảng 1 đến 2 mét. Trong công điện đêm 9 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các cấp, các ngành tổ chức trực ban, ứng trực 24 trên 24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã chủ động rà soát, sẵn sàng các phương án sơ tán người dân, di chuyển tài sản đến nơi an toàn khi cần thiết, xác định các khu vực nguy hiểm, khu vực có địa hình trũng, thấp dễ xảy ra ngập sâu, cô lập, khu vực sát bờ sông, nguy cơ sạt lở nguy hiểm, khu vực bãi giữa sông Hồng, lên danh sách các hộ dân cần sơ tán. Các quận, huyện, thị xã chuẩn bị điểm sơ tán an toàn, đảm bảo đủ chỗ ở, lương thực, nước uống, thuốc men cho người dân. Hướng dẫn người dân nắm rõ quy trình, thao tác khi có lệnh sơ tán, kiên quyết triển khai phương án sơ tán. Đảm bảo an toàn đối với người dân, phân công cán bộ phụ trách từng khu vực, hộ gia đình cần sơ tán. Đảm bảo không bỏ sót người dân. Sáng sớm 10 tháng 9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, trong vòng 3 đến 6 giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội cùng các vùng lân cận sẽ tiếp tục hứng chịu đợt mưa lớn với lượng mưa dao động từ 20-50mm, có nơi vượt mức 70mm. Đợt mưa này có khả năng gây ngập úng diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều tuyến phố trung tâm. Mực nước ngập tại các tuyến phố dự kiến sẽ dao động từ 10-20cm, tuy nhiên một số khu vực có nguy cơ ngập sâu tới 25-30cm.